chuyên gia xin được gửi chào đến quý vị khách quý, đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sau đang cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi trước tình cảm yêu thương cũng như sự mong chờ của người dân Việt Nam. Vì thế, trong ngày hôm nay, chúng giá trị yêu thương đến với mọi người. Tân Hoa Hậu sẽ trao những phần học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh sự rất tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Và chúng tôi tin rằng trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành tặng cho nhau những điều tốt đẹp, ý nghĩa và thật đáng quý thưa quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Vĩnh Lộc, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn, giám đốc nhà thiếu nhi huyện Củ Chi. Xin được trân trọng giới thiệu ông tiêu điểm để tiên hoạt động ở Việt Nam trong tháng này, đó chính là các hoạt động thiện nguyện trong cái việc bạn vì tiên sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh nên là luôn dành những cái tình cảm tốt đẹp nhất cho thành phố Hồ Chí Minh, và trong số những nơi đó là cũng mong muốn các em được sống trong tình yêu thương, được quan tâm. Kính chào các em học sinh hôm nay đã có mặt ở đây để gọi là có một cái cuộc giao lưu và gặp gỡ cùng tiên. Thật sự thì tiên cũng chuẩn bị rất chúng chia sẻ hết ý tiên muốn chia sẻ rồi. Thật sự thì tiên cảm thấy tiên là một người con của sự đồng cảm đến các em nhỏ, vì đối với tiên thì các em nhỏ là một mầm non tương lai của đất nước, là tương lai của cả một đất nước, cho nên là tiên muốn dành quan tâm đặc biệt các em nhỏ nhiều hơn, lắng nghe các em nhiều hơn. Đừng bỏ qua những cái lời nói của các em thiếu nhi và để các em có một cái sự quan tâm đặc biệt hơn. Và đó thì hôm nay như thế này, tôi cảm thấy rất là vui khi mà có mặt ở đây để có thể gọi là gặp gỡ mọi người. Mời đây em cùng đời với em nhé, chắc chờ xa thì hãy luôn ghi trong tim màu da tim đó nơi Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời. Và xin được ông Nguyễn Túc Thùy Tiên. Thank you.
Và xin chúng ta hãy cùng với một tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh đã được nhận quà trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn và và tôi xin được trân trọng cảm ơn hoa hậu Thùy Tiên và ông Thượng Vĩnh Lộc. Xin được trân trọng cảm ơn. Phụng luôn em, phụng mấy đứa nhỏ luôn, diễn đi, diễn cho anh đây coi, đứa nào cầm được phụng luôn. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần trao những phần quà cho những bà con khó khăn nhằm san sẻ những gánh nặng, góp một phần nhỏ chăm lo đời sống giúp cho bà con. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những phần hỗ trợ phần quà. Xin được mời bà Nguyễn Thị Dung, xin được mời bà Nguyễn Thị Ba, xin mời ông Đỗ Văn Úc, bà Đỗ Thúy Nga, Nguyễn Thị Châu, bà Nguyễn Thị Cúc, ông Lương Đức Hạnh, ông Trương Văn Quý, bà Lê Thị Dẫn, bà Đỗ Thanh Nhã, ông Trương Ngọc Hải Đăng và bà Thanh bỏ xuống luôn. Để đi không ta? Để luôn. Sợ nó rớt. Cảm ơn cha nhỉ. Làm cứ lấy tàu nên là. Và bây giờ chúng ta một lần nữa hãy cùng đếm 3, 2, 1 để chúng ta kéo miếng vải đỏ xuống để cùng chào đón sân chơi ngày hôm nay. Một lần nữa à, 3, 2, 1, xin mời. Như vậy là từ nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Sở Tài Văn Đội, các em thiếu nhi sẽ có một điểm vui chơi lành mạnh và bổ ích giúp cho. Một lần nữa xin mời quý bà con cũng như các học sinh cũng như quý bà cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay ạ. Vị trí rèn luyện về sức khỏe,
Đây là một mô hình hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa giá trị yêu thương của Triều Tiên đến với người dân Việt Nam. Và Tiên sẽ lên sân khấu để nhận thư cảm ơn của xã Phạm Văn Bộ. Xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được... và xin được trân trọng cảm ơn và cũng xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cũng như bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Thùy Tiên, chúng ta sẽ cùng nén lại sân khấu và cũng xin được hành trình thiền nguyện của Thùy Tiên trước có thể nói hành trình thiền nguyện của Thùy Tiên kể từ khi tham gia hoạt động Miss Thương mại Việt Nam từ khi đạt được tôn nhất Miss International 2021 vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Có thể nói hành trình thiền nguyện của Thùy Tiên kể từ khi mà tham gia Hoa hậu Việt Nam cho tới khi mà đạt được ngôi vị